có này đúng không? Nhưng có ngực nó không có nó em bị hết người luôn rồi. Yeah. Này phải uống thuốc thêm. Chứ không gì vậy mà. Mà em có thức khuya nhiều không? Dạ em thức sương sương 1 giờ chị. Thức sương sương 1 giờ hả? Tại vì ngày nào em đi làm về cũng 11 mấy mẹ. Em mới về, về thì cũng để xanh này nọ cũng hơn 1 giờ mới ngủ không? Ừ. Mà mấy giờ em phải bắt đầu đi làm? 7 giờ chị. Ui giời ơi, em làm nhiều thời gian vậy luôn hả? Dạ, có bữa thì làm tấp, có bữa thì giống như hôm nay thì em mới rảnh. Ừ. Nhưng mà em làm việc đó là vì gì em ha? Dạ, em làm kho, chị nhập hàng, kiểm tra giá rồi này nọ, trưng bày vậy. Mấy cái mụn này thì nó không có, nó cũng đỡ, tại có mấy cái mụn viêm á. Dạ. Mụn viêm nó sưng to quá. Không lấy là nó không hết.
Chị em trả cái chị. Quên. Sợ luôn cái cục đó luôn đi chị. Hả? Sợ luôn.